tạm biệt môi thâm chỉ trong 7 ngày. Để giúp các bạn có phương pháp làm đẹp môi hiệu quả, chúng tôi sẽ bật mí bí quyết khử thâm môi trong 7 ngày ở bài viết dưới đây. Tẩy da chết cho môi. Đối với nhiều chị em khi làm đẹp thường chỉ chú trọng đến việc tẩy da chết cho làn da mà quên rằng đôi môi cũng rất cần được chăm sóc chu đáo. Hàng ngày môi của chúng ta phải tiếp xúc với lượng son môi khủng cũng như bụi bẩn và nhiều tác động xấu khác, giống như cách bạn chăm sóc da mặt bạn cũng nên tẩy đi lớp da chết trên môi là nguyên nhân chính khiến môi thâm xỉn và khô ráp. Chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn cụ thể một số phương pháp làm đẹp môi thâm bằng tẩy da chết dưới đây. Tẩy da chết cho môi thâm bằng dầu ô liu và đường. Một cách làm đẹp môi thâm nữa mà các bạn có thể áp dụng là sử dụng đường với dầu ô liu. Bạn chỉ cần lấy một thìa đường trộn với một trên hai thìa tinh dầu ô liu sau đó trộn đều hai nguyên liệu. Khi bạn đã rửa môi qua với nước ấm thì có thể thoa hỗn hợp này lên môi và tiến hành massage nhẹ nhàng khoảng 1 đến 2 phút thì rửa sạch là được. Tẩy da chết cho môi thâm bằng chanh và mật ong. Đây là hai nguyên liệu rất dễ kiếm và đặc biệt là cực kỳ phổ biến trong đời sống hàng ngày của nhiều người. Bạn chỉ cần sử dụng 4 giọt nước cốt chanh pha với một thìa cà phê mật ong sau đó trộn đều hỗn hợp này lên. Bước tiếp theo là rửa qua môi với nước ấm rồi thoa hỗn hợp trên lên môi để 2 đến 3 phút thì rửa sạch là được. Bôi son dưỡng môi Cũng như cách bạn chăm sóc và làm đẹp da mặt khi môi đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tia cực tím làm màu môi gì lại. Bạn phải có phương pháp dưỡng môi để tăng thêm dưỡng chất, bảo vệ môi trước những tác động xấu từ môi trường. Bạn nên chọn loại son dưỡng có chỉ số SPF từ 15 trở lên, chọn loại có dầu nền là sáp ong thay vì những loại dùng dầu khoáng. Khi bạn dùng son dưỡng để làm đẹp và bảo vệ môi cũng cần lưu ý nên bôi son dưỡng trước khi thoa son 5 phút, nếu như không trang điểm thì bạn nên bôi 15 phút trước khi ra ngoài. Và nên dùng son dưỡng hàng ngày cũng như buổi tối khi bạn đi ngủ. Bạn cũng có thể thử công thức tự làm son dưỡng môi tại nhà cho đôi môi có màu hồng cam nhẹ nhàng mà vẫn được nuôi dưỡng từ bên trong. Công thức cụ thể như sau. Bạn lựa chọn nguyên liệu gồm có 30g cà rốt đem đi xay nhuyễn cùng với 20g tinh dầu hạnh nhân. Tiếp đó là 20g dầu ô liu và đừng quên 10 giờ mật ong. Khi đã có đủ nguyên liệu và sơ chế xong, bạn cho cà rốt vào nồi đun cùng tinh dầu với lửa nhỏ khoảng 15 phút. Quấy đều cho cà rốt ngấm với tinh dầu rồi để nguội hỗ hợp vừa đun. Cuối cùng chỉ cần trộn với mật ong và cho vào hộp để dùng dần. Đắp mặt nạ hồng môi Ngoài những cách làm đẹp môi thâm kể trên, bạn cũng cần đắp mặt nạ để môi có thêm dưỡng chất giống với những gì bạn đang thực hiện để làm đẹp da mặt của mình. Bạn có thể thực hiện loại mặt nạ chăm sóc môi sau đây. Bạn chọn mỗi thứ một chút bao gồm 3 nguyên liệu là củ cải đường, cà rốt và lựu chỉ cần ép lấy nước một trong ba nguyên liệu kể trên và sau đó thấm ướt tăm bông để thoa lên môi là được đảm bảo với những phương pháp làm đẹp này đôi môi của bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được màu hồng tự nhiên chỉ sau một tuần